Khác với ngày thường, trường học ở thời điểm này vắng lặng hơn bao giờ hết. Tại nhà chị Hoa, đã hơn một tháng nay, các con và các cháu chị đã phải ở nhà, tự chơi, tự học. Cuộc sống của các bạn nhỏ chỉ xoay quanh góc sân và con ngõ nhỏ. Theo được mình được biết thì dịch bệnh COVID là đang diễn ra rất là khắc nghiệt trên toàn thế giới. Và Việt Nam của chúng ta đã làm rất tốt cái việc phòng chống COVID-19 này bằng cách là kêu gọi toàn bộ, toàn dân cùng đồng lòng để làm sao mà phòng chống được cái COVID-19. Thì như chủ trương của Bộ Giáo dục thì đã cho các con nghỉ học trong 3 tuần vừa rồi. Và trong cái 3 tuần nghỉ học vừa rồi thì theo mình được nghĩ, mình nghĩ thì đấy là chủ trương hoàn toàn đúng đắn. Thời gian nghỉ dịch, gia đình chị Hoa là một trong số ít gia đình có người ở nhà trông con. Còn lại, trên thực tế, phần nhiều các hộ gia đình trong hơn một nửa tháng qua đều phải gửi con về quê với ông bà nội, ông bà ngoại, hoặc đành để các em nhỏ tự học, tự chơi và thậm chí tự trông nhau ở nhà. Đó cũng là một nỗi lo về sự an toàn của trẻ. Trong những ngày nghỉ học vừa rồi thì tất nhiên là cũng khác so với những cái ngày trước, thì các con là hoàn toàn phải nghỉ học ở nhà. Và như gia đình mình ấy thì có ông bà nội thì ông bà nội sẽ ở nhà trông các con. Còn theo mình được nghĩ, một số bạn bè mình ấy thì không có ông bà nội ở sống cùng thì là phải đón ông bà nội ở quê ra để trông các con. Còn một số gia đình mà không có ông bà nội hay ông bà ngoại thì lại phải nhờ tới một số người hàng xóm nào mà mình cảm thấy thân cận nhất thì đến trông các con. Trong bối cảnh dịch COVID-19 chưa có dấu hiệu giảm nhiệt, cơ quan chức năng đã triển khai một số biện pháp như cho học online, học trên truyền hình để giúp học sinh không bị hỏng kiến thức trong một thời gian dài. Bên cạnh đó, nhiều gia đình cũng đã chú tâm vào việc kèm cặp các con tự học ở nhà, tránh để lãng phí thời gian. Thế nhưng, đây mới chỉ đáp ứng được việc bổ sung kiến thức, còn lại, việc chăm sóc cho trẻ em trong quá trình tự chơi, tự học ở nhà gần như đang bị bỏ ngỏ. Bên cạnh vấn đề về chuyện học hành, vấn đề an toàn của trẻ trong thời gian này cũng rất đáng quan ngại. Đối với những gia đình không có người trông trẻ, rất dễ xảy ra tình trạng trẻ em tự chơi, thiếu kiểm soát và có nguy cơ gây ảnh hưởng đến an toàn của trẻ. Hiện nay, trên nhiều trang báo và các phương tiện thông tin đại chúng có rất nhiều tin tức về vấn đề trẻ em mất tích, đuối nước. Vậy nên, phụ huynh cần sát sao hơn trong vấn đề trông con và đảm bảo an toàn cho trẻ.